Rồi mình nghe rõ đúng không ạ? Rồi chào chị Thảo. Chào chị Thảo ha. Mình đợi một chút xíu anh chị ha. Như hôm trước thì Tú có thông báo là hôm nay mình sẽ chia sẻ về một chủ đề rất là đặc biệt, rất là hay. Tại vì dạo gần đây thì Tú nhận cũng được khá là nhiều câu hỏi từ các anh chị, đó là mọi người xem catalog và mọi người thấy là trong đó mình có một cái bộ cọ rất là đẹp. Nhưng mà lại không có biết sử dụng công dụng như thế nào là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai nữa thì chị em phụ nữ là ai mình cũng yêu thích làm đẹp đúng không ạ? Nhưng mà nhiều khi là xem mấy cái video clip trang điểm của beauty blogger rồi mấy chuyên viên rồi thì họ lại thấy sử dụng rất là nhiều cọ và mình lại cảm thấy là bối rối, là không biết là nhiều cọ như vậy thì cái nào mình cần và cái nào không. Thì đương nhiên là mình so với chuyên viên trang điểm thì chắc chắn là mình sẽ không có chuyên nghiệp giống như vậy ha. Vậy thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị là những cái cọ nào mà thích hợp để cho mình sử dụng và cần thiết nhất, và công dụng của từng loại là gì. Và bên cạnh đó thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị về cái tips, cái mẹo sử dụng á, làm sao mà để mà mình sử dụng cọ một cách hiệu quả nhất. Tại vì cọ nó sẽ là một cái trợ thủ rất là đắc lực nếu như mà mình biết cách sử dụng thì cái lớp càng được nhiều ha. Rồi, đây là bộ cọ của Oriflame của mình. Thì chúng ta xem trong catalog chúng ta có thể thấy ha, tháng nào mình cũng thấy bộ cọ này hết. Và tôi thấy là rất là nhiều chị em mà mình yêu thích cái việc trang điểm á, cũng tò mò lắm. Và khi mà Tú huấn luyện những cái lớp trang điểm offline á, ở tại Hồ Chí Minh á, thì các chị cũng rất là hứng thú, nhưng mà lại nhầm lẫn rất là nhiều. Có khi mình lộn cái cọ này sang cọ kia, mình cứ tưởng công dụng của nó là như vậy nhưng mà thực tế thì cái công dụng của nó lại là khác ha. Thì hôm nay là mình sẽ được chia sẻ, cho nên là các anh chị nào mình quan tâm đến việc trang điểm nè, rồi chưa có biết cách sử dụng cọ như thế nào, thì hôm nay mình sẽ có cơ hội để mà mình được trải nghiệm và tìm hiểu kỹ về những cái sản phẩm này các nha. Nên là mình tag đồng đội, đội nhóm của mình vào xem ha. Cho anh chị nào mà mình chưa có tham gia thì mình tag vào để mà họ có thể có cái kiến thức về những cái cây cọ này. Rồi. Vậy thì trong cái bộ cọ của mình á, là các anh chị có nhớ là mình có bao nhiêu cây cọ tất cả trong catalog hàng tháng không ạ? Rồi chị nào, anh chị nào mình nhớ mình để lại comment cho Tú nha. Thì hiện nay á, là trong catalog có khoảng bao nhiêu à? Có khoảng là 9, 10, 10 cái cọ ha. Vậy thì đầu tiên thì Tú sẽ đi vào từng cái cọ cơ bản nhất và cần thiết nhất luôn. Rồi. Rồi, đầu tiên các anh chị là cái Precision Foundation Brush là cọ đánh nền các anh chị ha. Thì đây là một cái loại cọ với đây, đây là cọ đánh nền này các anh chị. Đây là một cái loại cọ với cái sợi lông rất là mềm, dài, dài các anh chị ha. Và nó xin lỗi các anh chị nha. Đây là nhầm đây. Đây là cọ đánh nền ạ. Đây là cọ có cái sợi lông dày ha, cũng dài nè và nó có một cái độ vững chắc. Đặc biệt là đối với những cái kem nền dạng lỏng đó các anh chị, thì mình nên kết hợp với cái cọ này bởi vì nó sẽ cho một cái lớp nền rất là đẹp, rất là mịn và nó bám chặt vào cái làn da của mình. Và nó tiết kiệm khá nhiều sản phẩm luôn. Thường đó thì hồi đó khi mà tôi có hỏi một số anh chị là mình sử dụng kem nền hay là mình hay sử dụng với cái gì, thì thường cái câu trả lời mà tôi nhận được là các chị hay dùng tay. Tại vì sao không, nó nhanh, nó tiện lợi ha, nhưng mà các anh chị không biết là giữa tay và dùng cọ nó sẽ khác nhau rất là nhiều luôn ạ. Bây giờ tôi sẽ thử để cho các anh chị thấy ha. Rồi thôi bây giờ mình giới thiệu về cọ trước đi, rồi chút xíu nữa tôi sẽ test thử, đánh thử ở trên tay để các anh chị thấy là mình đánh bằng tay nó khác với lại mình dùng cọ như thế nào. Nè các anh chị thấy cái sợi lông cọ ha, nó chắc hơn so với những cái cọ khác. Đây ví dụ cọ này nè, đó cái đầu lông cái nó mềm hơn nè các anh chị ha. Còn cái cây cọ này thì nó sẽ có một cái độ vững nhất định ha, để dàn trải cái kem nền ở trên da của mình rất là đẹp. Rồi bây giờ tôi sẽ thử cho các anh chị thấy cái đánh kem nền bằng tay và bằng cọ như thế nào ha. Bây giờ tôi sẽ lấy ra một lượng kem nền ở đây để anh chị nè. Rồi ở đây là Tú lấy ra một cái lượng kem nền ha, và Tú sẽ dàn trải nó ra bằng tay. Thì các anh chị biết khi mà mình dàn trải bằng tay á, cái nền nó rất là bị dày.
và nó rất là bệt ở trên da, nếu như mà mình không biết cách đó ha thì nó rất là bệt ở trên da, và sau khi mà mình trang điểm xong đó, nó dày lắm mà nó bệt, và nó đặc biệt là những cái vùng mà khóe mũi khóe miệng đây nè, có thể là xa quá nên là mình nhìn không có rõ, để tôi lấy thêm một miếng nữa. Do là cái màu da á các anh chị, cho nên là với cái ánh sáng, điều kiện ánh sáng như thế này mình không có thấy rõ lắm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng thử để mà mình thấy rõ hơn ha. Đây, nếu bình thường á mình đánh bằng tay á thì cái nền nó sẽ dày như thế này đó, mọi người thấy không, và nó hay loang lỗ, đặc biệt là những cái vùng khóe mũi khóe miệng á là nó sẽ bị bết, nó không có đều, và khi mà mình dặm phấn lên nữa thì cái nền của mình giống như nó bị bong á các anh chị, nó không có chặt. Và một cái nền đẹp đó là cái nền nó phải chặt vào trong da của mình, nó rất là sát. Thì giống như người ta hay nói đánh cái nền trong á thì nó rất là tự nhiên ha, và nó phải bám sát vào trong da mình. Thì khi mà mình dùng với cọ đánh bằng tay thì nó sẽ kỹ thuật không có tốt, là nó sẽ không được như vậy, nó bị dễ bị bệnh. Còn nếu mà mình dùng với cọ các anh chị thì cái nền nó rất là sát. Đây tôi sẽ thử với cọ ha các anh chị. Bây giờ mình đây dùng cọ rồi dàn trải ra đó, mọi người thấy khi mà mình dàn trải với cọ thì cái nền nó sẽ sát và nó mỏng hơn khi hồi nãy tôi dùng bằng tay ha. Đây tôi sợ là ánh sáng các anh chị nhìn không rõ, nhưng mà mình cũng có thể thấy được cái độ dày mỏng khác nhau ha. Đó, khi mà mình dùng tay thì cái nền nó sẽ kiểu giống như nó không có chặt vào trong làn da của mình, cho nên là mình đánh bằng cọ thì nó rất là tiết kiệm nè, foundation nè, đồng thời nó sẽ rất là mỏng ở trên da của mình. Rồi nếu mà anh chị nào mình có nhiều khuyết điểm đó, thì mình có thể lấy thêm một lớp nữa, thì đó là cái lợi thế của việc mà mình dùng cọ ha. Và chưa kể là khi mà mình trang điểm với cọ thì nhìn nó cũng chuyên nghiệp hơn, mà nó lại cho cái lớp nền của mình rất là đẹp nữa ha. Cho nên đây là cái cọ đánh nền mà chúng ta cần phải đầu tư khi mà mình trang điểm, và đặc biệt là khi các anh chị gặp khách hàng á, mà mình thử sản phẩm á, thì đương nhiên là mình sẽ thử bằng cái cọ như thế này thì nó sẽ đẹp hơn và nó cũng vệ sinh hơn nữa, và nó lại cho cái lớp nền đẹp thì người ta sẽ dễ dàng quyết định mua hàng của mình hơn ha. Rồi cho nên là hãy đầu tư một cái sản phẩm như thế này, đây là cọ đánh nền các anh chị ha, thường nó sẽ có bản dẹp, trông giống giống như cọ đánh mắt nhưng mà to hơn ha. Cọ mắt thì là khác nè, tại đây chúng ta sẽ thấy nè đó, nhiều chị mình lầm tưởng, mình không có biết, mình nhìn vô mình thấy cái kiểu dáng nó giống nhau, mình cứ tưởng này là cái cọ đánh mắt, nhưng mà thực tế thì cọ này là cọ đánh nền chị ha, là cái nó giống trông giống như cọ mắt nhưng mà nó to hơn đó, đều dùng để dàn trải nền, và đặc biệt là những cái nền dạng lỏng là liquid như thế này đó, thì chúng ta nên dàn trải bằng cọ thì nó cái nền của mình nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rồi tôi vừa chia sẻ xong về cái sản phẩm cọ foundation, cọ đánh nền ha, gọi là foundation brush. Thì có anh chị nào mình có câu hỏi hay có thắc mắc, hoặc là mình có bí quyết, ý tức là mình muốn biết một cái bí quyết để mà trang điểm nền như thế nào với cọ đẹp, thì các anh chị cứ để đặt đặt câu hỏi cho Tú ha. Cọ của mình là sẽ có mã số là 29674 các anh chị ha. Và hiện nay thì trên catalog tháng này á, là những cái chiếc cọ này á, là đang có cái khuyến mãi rất là hấp dẫn, cho nên là một cơ hội để chúng ta có thể lựa chọn ha. Rồi có anh chị nào mình có câu hỏi nào dành có câu hỏi dành cho sản phẩm cọ đánh nền này không ạ? À? Rồi mình nhớ ha, đây là cái cọ bản dẹt to như thế này, thường là cái cọ đánh nền trong bộ cọ của mình. Rồi một cái cọ tiếp theo nữa mà tôi muốn giới thiệu đến các anh chị á, là phấn ạ. Rồi hay mình có tên gọi đó là powder brush. Thì cái cọ phủ phấn của mình nó thường thì nó sẽ có cái đầu lớn hơn, đây là cái cọ lớn nhất trong cái bộ cọ luôn ha. Đây một cái cọ sau khi mình sử dụng foundation xong, kem nền xong thì chắc chắn là mình sẽ dùng đến phấn đúng không ạ, và cái cọ phủ phấn là cái cọ rất là cần thiết, tại vì nó sẽ cho cái lớp phấn rất là nhẹ và rất là tự nhiên, hơn là mình dùng bông phấn ha. Đây rồi ở đây thì từ cái cọ này á, là cái lông sợi cọ nó sẽ dài các anh chị, và cái đầu cọ nó tròn và nó to như thế này ha. Và nhiều chị thì mình hay nhầm lẫn với cọ má hồng nha, nhiều chị cứ nghĩ cái cọ này là cọ đánh má hồng nhưng mà không phải, cọ má hồng khác nha các anh chị, kích thước cũng khác nữa. Một chút xíu tôi sẽ giới thiệu đến cọ má hồng cho các anh chị thấy, nhưng mà cái cọ lớn đó là sẽ là cọ cọ cọ
đánh phấn cho chị ha. Còn phủ phấn là mình dùng bằng cái này, mình có thể sử dụng với hai loại phấn luôn, ví dụ như đầu tiên là phấn phủ bột nè, rồi mình sẽ dùng một cái lượng vừa đủ, sau đó là mình sẽ thử lên đánh dàn trải lên trên da của mình ha. Rồi rồi, ở đây thì do là Tú có trang điểm rồi cho nên Tú không có trang điểm lên mặt, nhưng mà khi mà các anh chị sử dụng đó, chúng ta sẽ đi từ cái hướng như thế nào. Đầu tiên là mình lấy phấn, sau mình đi từ cái vùng chữ T này trước nè, ở đây dàn ra, sau đó thì mình sẽ dàn hết cái gương mặt của mình luôn ha. Mình chỉ cần lấy chấm hai lần thôi là đủ rồi, một cái là chữ T trước qua bên này, sau đó thì mình sẽ lấy thêm một miếng nữa mình dàn ở đây. Nếu thấy chưa đủ thì mình có thể lấy thêm, nhưng mà thông thường thì một lượng như thế cũng đã đủ, và nó sẽ cho cái lớp nền của mình rất là mỏng, rất là tự nhiên. Giống như là các anh chị thấy bình thường tôi hay trang điểm, tôi cũng hay sử dụng cái cọ này để mà sử dụng phấn lên, thì cái nền của mình nó mỏng tự nhiên, đi làm nó sẽ giống như là mình không có trang điểm ha. Một cái nữa, nếu là nhà mình không có phấn phủ bột, mình có thể là sử dụng cái cọ với cái phấn nén như thế này luôn các anh chị, và mình lấy một cái lượng vừa đủ ha, rồi mình cũng dàn trải như tôi hướng dẫn đó, vùng chữ T trước, xong rồi hai bên má hết, dàn trải hết cái gương mặt của mình luôn. Thì đây là cái cọ phủ phấn ha, rất là tiện lợi. Khi sử dụng cọ thì mình sẽ lấy được một cái lớp phấn nó mỏng và tự nhiên hơn, cái hạt phấn nó cũng mịn hơn. Còn mình lấy bông phấn thì đương nhiên là mình sẽ lấy một lần là một mảng, thì dành cho những người nào mà mình trang điểm mình cần che phủ nhiều. Còn nếu muốn tự nhiên mình sẽ dùng cọ, mà dùng cọ thì nó sẽ kiểu như là chuyên nghiệp hơn nè, đẹp hơn, rồi nó cũng sẽ trong vệ sinh hơn nữa. Rồi, đó là cọ phủ phấn 29655, cọ của mình có là 29655 ha. Thì có anh chị nào mình có câu hỏi gì dành cho cái cọ phủ phấn này thì mình có thể đặt câu hỏi cho Tú. Hồi nãy lúc mà Tú hướng dẫn về cái cọ đánh nền á, thì Tú cũng quên chia sẻ với các anh chị. Vậy thì cái cọ này mình thao tác ở trên da như thế nào? Cọ đánh nền, quay lại chút xíu các anh chị ha. Đối với cái cọ đánh nền đó thì mình sẽ đi từ đây theo cái chiều ngang ra như thế này, trên mặt của mình ha, đây đó. Rồi mình lấy một cái lượng nền vừa đủ, sau đó là mình sẽ dàn trải như thế này ở mấy cái vùng khóe này, thì mình sẽ nghiêng cái cọ đứng như thế này nè đó ha. Mình đi dưới vùng mắt nè, rồi cái ở đây, đặc biệt mình sẽ kỹ khi mà các anh chị đánh lên những cái vùng có cái chi tiết nhỏ, cái diện tích nhỏ như là khóe mũi, khóe mắt đó, thì mình sẽ nghiêng cái cọ lên một chút xíu đây ha, đó để mình đánh cho nó dễ đó, ở cái vùng vùng mắt cũng vậy. Còn đối với cái trên má nè, thì mình để đặt cái cọ nó nằm như thế này, xong mình đi theo cái chiều của tờ da từ từ trong ra ngoài như thế này được không ạ? À? Rồi, nếu mà mình có câu hỏi hay có thắc mắc nào thì mình để lại comment cho Tú ha. Như vậy thì Tú vừa chia sẻ với các anh chị về cọ đánh nền và cọ phủ phấn. Bây giờ mình sẽ đến tiếp tục với một cái cọ tiếp theo trong bộ cọ của mình nữa. Rồi, tiếp theo đó sẽ là cọ má hồng đây ạ. Cọ má hồng thì như hồi nãy tôi có chia sẻ ha, nó cũng sẽ là cái sợi cọ tròn nè, và nó tương tự giống với cọ phủ phấn, nhưng mà cái đầu cọ nó vặt xéo một chút xíu, cái sợi lông cọ nó dài và nó mềm ha, nó có một cái độ mềm. Nhưng mà so với cái cọ phủ phấn thì cái cọ má hồng nó sẽ vững hơn một chút xíu, cái lông cọ nó chắc hơn một chút xíu ha. Tại vì sao, mình phủ phấn thì mình phải phủ cái diện tích lớn đó, cho nên là cần cái bảng lớn thì cái lông cọ nó sẽ mềm thì nó đi xa hơn. Còn cọ má hồng này thì vạt chéo theo cái gò má của mình đó, các anh chị thấy nè, đây đó, mình đi từ trong ra đây đó đúng không, từ trong này thì nó nhỏ, ra đây thì nó lớn, cho nên là cái nó có cái đầu vạt chéo này, nên là mình đừng có nhầm lẫn ha, cọ lớn này là cọ phủ phấn các anh chị ơi, còn cọ này là hồng. Rồi, ở trên tên cọ mình cũng thấy luôn ha, lớp brush là cọ đánh má hồng. Rồi, và thao tác thì sao, khi mà sử dụng má hồng á, thì khi mà mình dùng cọ thì nó sẽ cho lấy một cái lượng má hồng ít và vừa đủ, thì nó không có lấy quá nhiều. Bình thường mà không có cọ thì rất là khó đánh má hồng đúng không ạ? Mình sẽ lấy một lần một lượng vừa đủ như thế này đây, sau đó là mình sẽ cười lên ha, nơi nào mà cái gò má của mình nó nhô cao thì chỗ đó là mình sẽ đánh má hồng đây. Tự nhiên dàn trải từ trong ra ngoài, đánh từ đây đi ra các anh chị ha. Còn đối với những người mà gương mặt dài đúng không, thì người ta sẽ đánh xéo để cho họ là cái gương mặt của người ta nó tròn, đánh xéo thì tạo cái cảm giác thon gọn hơn, đó là cái cọ đánh má hồng. Còn này ha, mình nhớ phân biệt được được mà.
hoặc là cũng có khi người ta sẽ dùng cái cọ đánh má hồng này để mà người ta tạo khối ấy, các anh chị, để shading ở đây nè, đó những cái vùng này trên da. À, nhưng mà các anh chị cứ nhớ cái đầu cọ tròn và nó có một cái vạt xéo qua như thế này thì thường. Rồi, các anh chị có câu hỏi nào không ạ? Cọ má hồng của mình có code đó là 29594. Mình sẽ tiếp tục đến với một cái cọ cũng khá là phổ biến nhưng mà mình lại nhiều khi mình lại nhầm lẫn ha. Đây là cái Precision Concealer Brush là cọ che khuyết điểm. À, đây là cái cọ che khuyết điểm của mình nha các anh chị. Mình hay nhầm lẫn nó với cọ đánh mắt. Rồi đây, đây là cọ đánh mắt còn đây là cọ che khuyết điểm nè. Đó, các anh chị thấy không, cọ che khuyết điểm á, thì là nó sẽ có cái bảng dẹt như thế này và cái lông cọ nó khá giống với cọ mắt nhưng mà cái lông cọ nó có cái độ chắc và độ vững hơn và cái cọ này nó tương tự, nó giống với cái cọ đánh nền các anh chị. Rồi, và nó chỉ khác cái kích thước thôi nha. Cho nên nhiều khi là trong cái bộ cọ mình hay nhầm lẫn, mình không biết, mình cứ tưởng cái cọ này là cái cọ đánh mắt nhưng mà không phải. Mình rờ vào, mình sờ vào trong cái lông cọ mình sẽ biết được, ví dụ như nó hơi cứng, nó hơi chắc chắc cái chỗ này là thông thường nó sẽ là cọ cọ che khuyết điểm, để mình lấy khuyết điểm mình chạm lên đây nó dễ hơn. Còn cái cọ mắt đó, nó sẽ mềm hơn đó, cái lông nó sẽ mềm hơn để mà mình tán cái màu mắt nó dễ hơn ha. Rồi, cho nên cái cọ này của mình đó là concealer brush, là cọ che khuyết điểm. Thì mình sử dụng như thế nào? Mình sẽ sử dụng đối với đây những cái khuyết điểm dạng lỏng như thế này nè các anh chị ha, cho khuyết điểm dạng lỏng. Cái này là tôi dùng concealer của The One đó các anh chị. Đó, rồi mình cũng sẽ dàn trải trên da ra giống như là mình đánh nền vậy, nhưng mà mình sẽ dùng ở những cái vị trí khác, ví dụ như là quầng mắt, những cái đốm mụn ha. Đó là còn có những cái che khuyết điểm mà dạng sáp như thế này thì mình cũng phải dùng cái cây cọ này để mà mình lấy, xong rồi mình che cho những cái đốm ở trên da. Rồi, và mỗi một cái cọ nó có một cái công dụng khác nhau và nó rất là cần thiết, cho nên là mình phải có những cái cọ chuyên biệt và đây là những cái cọ cơ bản nhất ha. Và tại sao mà hồi nãy một số chị mình sẽ thắc mắc là sao hồi nãy mình cái cọ đánh nền nó có thể che được khuyết điểm luôn rồi mà bây giờ phải che khuyết điểm cái khác nữa? Tại vì các chị biết không, cái nền của mình đó là nó sẽ che những cái khuyết điểm mà dạng lớn, ví dụ như mảng nám vân vân, nhưng mà những cái khuyết điểm thí dụ như nhỏ như là đốm mụn nè, quầng thâm, thì nếu như mình muốn che được là mình phải sử dụng một cái lượng rất là nhiều và mình phải dàn trải ra hết gương mặt, thì như vậy cái nền của mình nó rất là dày, nó không có tự nhiên. Cho nên là sau khi mình đánh kem che kem nền toàn bộ gương mặt của mình rồi, mình che những cái mảng nám, những cái đốm tối màu ha, thì mình sẽ dùng tiếp tục đến cái che khuyết điểm như thế này đó. Ví dụ quầng mắt thì mình có thể dịch dùng dạng lỏng hoặc là những cái dạng sáp như thế này, nó sẽ thích hợp cho những cái đốm đốm mụn ha, cái đốm mà bị nhô ra, bị sưng nè, đốm mụn vân vân, mình sẽ che cho nó sẽ dễ hơn ha. Còn cái kem nền đó là nó sẽ che cái khuyết điểm mà trên toàn bộ mặt mình, cho nên nó sẽ khác. Và chính vì vậy mình cần có một cái cọ che khuyết điểm. Chúng ta không thể sử dụng cái cọ nền để che khuyết điểm được tại vì nó rất là to ha. Rồi, đó là cọ che khuyết điểm, nên là mình khi mà mình sờ vào cái đầu cọ các chị và sợi lông cọ, mình có thể phân biệt được. Ví dụ như cọ mắt nó cũng có kích thước dạng dạng vậy nè, nhưng mà cái lông nó sẽ mềm hơn. Để làm chi? Để mình lấy cái bột màu mắt đó mình lan ra theo cái diện tích rộng. Thường những cái lông cọ mềm á, những cái cọ mà cái lông nó mềm á là nó sẽ lan những cái diện tích rộng, nó dùng để blend là nhiều. Nhưng các anh chị thấy là cái cọ cọ phấn này hay là cọ má hồng thấy không? À, mình rờ vô mình thấy là cái lông nó sẽ mềm hơn so với những cái cọ mà đi đánh khuyết điểm, đánh nền nó, thì nó sẽ cái lông nó cứng mà nó chắc hơn một chút xíu ha. Rồi, có chị nào mình có câu hỏi dành cho Tú với cái cọ che khuyết điểm mà Tú vừa chia sẻ không ạ? Và sản phẩm của mình thì có code là 29597 các anh chị nha. Rồi, sau khi mà các anh chị tìm hiểu rồi thì các anh chị thấy là cái cọ nào cũng cần thiết hết, và nếu mình chưa có thì mình phải tranh thủ mình bổ sung ngay vào cái bộ sưu tập của mình ha. Rồi, tiếp tục là đến với cọ eyebrow brush, mình gọi là cọ chân mày á các anh chị. Rồi, cọ chân mày thì nó rất là đặc trưng, mình cũng dễ nhận dạng là sao, nó là sẽ cái cọ nhỏ như thế này và nó có cái đầu vát chéo, và nó có cái độ cứng ha, nó có một cái độ chắc để mà dễ dàng giúp mình tán cái bột ở đầu mày và mình đi những cái đường nét mảnh về cái phần đuôi để tạo một cái khuôn chân mày. Rồi ở đây nè, mình thấy là cái cọ vát chéo như thế này thì khi mà mình trang điểm á, mình sẽ đi mình vẽ cái đường ngang phía trên nè,
rồi đi cái đường nhọn ở phía dưới thì cái đầu vắt chéo nó sẽ cho mình đi cái những cái nét thanh mảnh, và mình sẽ lấy cái bột eyebrow, các anh chị sẽ tán. À, bản thân Tú là ngày nào sáng nào là Tú cũng phải sử dụng cái này hết cùng với cái bột eyebrow của mình ha. Một cái bí quyết mà để cho các anh chị vẽ chân mày đẹp đó là mình phải kết hợp nhiều thứ. Ví dụ như mình nếu mà ai mà có kỹ năng mình có thể dùng cọ mình đi cái đường ra cái khuôn luôn được thì tốt, còn không á, thì mình sẽ dùng cái chì với các anh chị mình định hình cái khuôn trước, sau đó mình dùng cái bột này nè và mình dùng cái cọ này là mình tán ở phía bên trong ha, và đi nhạt dần về phía đầu mày. Một cái mẹo mà tôi chỉ cho các anh chị là khi mình vẽ cái chân mày này á, mình lấy cái bột đó là mình để ở giữa cái chân mày trước nha, rồi khi mà cái bột nó nhạt dần thì mình mới lan về phía đầu, tại vì cái đầu chân mày của mình bao giờ nó cũng phải nhạt hơn so với phần đuôi thì nó mới tạo cái sự thanh thoát được. Chứ các anh chị thấy mà mình vẽ mình lỡ tay mình để đặt cái đầu trước, cái đầu nó rất là rộng và mình không có bôi được, mình không có chỉnh sửa được thì nó sẽ cái khuôn chân mày nó không có tự nhiên, cái đầu chân mày nó rất là nặng ha. Rồi thì đây là cái cọ vẽ chân mày, đây là một cái trợ thủ rất là đắc lực không thể thiếu nếu như mà các anh chị muốn có một khuôn chân mày đẹp. Tại vì hiện nay là cái xu hướng á, là người ta vẽ chân mày á, là nó phải tự nhiên, nó giống như cái lông mày thật nè, cho nên là thường người ta sẽ dùng bột bột vẽ chân mày nhiều, người ta sẽ kết hợp để mà có cái khuôn chân mày tự nhiên nhất ạ. Rồi và cái sản phẩm này của mình á, cọ chân mày của mình là sẽ có cái code là 29593, thì hiện nay đang được khuyến mãi với cái mức giá rất là hấp dẫn ha. Chút xíu nữa các anh chị nhớ mở catalog ra xem nha. Rồi một cái cọ tiếp theo nữa, hai cái cọ này á, hả, mình rất là dễ nhầm lẫn nha các anh chị, là cái cọ blending brush và double ended eyeshadow brush. Rồi hai cái cọ này á, thì ở đây đây tôi có một cái và thật sự thì rất là xin lỗi sorry các anh chị là cái cọ cọ mắt hai đầu á, hiện tại đang hết hàng cho nên là Tú không có lấy từ kho ra được, cho nên nhưng mà Tú sẽ nói cho các anh chị biết để mình phân biệt như thế nào, và mình bắt đầu đầu tiên với cái cọ blending brush trước. Các anh chị thấy cọ blending brush có nghĩa là cọ tán màu mắt ha. Rồi các nên là cọ tán màu mắt, các anh chị thấy là cái lông nó giống như cái cọ phấn ha, nhưng mà nó kích thước nó nhỏ hơn, cái lông nó cũng xòe ra như thế này. Vậy thì mình để mình làm cái gì? Đây. Rồi khi mà mình đánh màu mắt đó các anh chị, ở những cái một cái đôi màu mắt đẹp đó là nó phải có cái độ lan, ví dụ thông thường các chị sẽ thấy là nó lan từ cái phía dưới nó lan lên trên, ở phía dưới mí là nó sẽ đậm lên trên nó nhạt dần, hoặc là cái đuôi nó đậm ở phía đầu nó nhạt dần, thì cọ này là dùng để lan nè. Mình sẽ lấy một cái màu mắt ha, để tôi thử ở trên tay cho các anh chị xem trước nha. Đây tôi sẽ lấy một cái mảng cái màu này, và khi mà mình blend trên tay á, các anh chị thấy là nó sẽ mình đi cái cọ cái mặt cọ nó sẽ có cái độ lan ha, nó tạo cái độ đậm độ nhạt có từ phía dưới lên, cho nên là nó cho mình một cái màu mắt rất là đẹp, mình lan rộng lên trên thì mình phải dùng cái này để mình tán ra, thì cái lông cọ nó phải mềm thì mình mới có thể lan cái màu mắt được. Thì đây là cái cọ tán màu mắt. Rồi cái cọ hai đầu mà các anh chị nhìn thấy ở trên file ở trên hình đó thì nó có một cái đầu mút, một cái đầu mút như thế này. Do tôi không có cái cọ đó ở đây cho nên là tôi dùng cái này để các anh chị dễ hình dung ha. Và một cái đầu á, là cái lông nó đây nó như thế này đó, thì nó hai cái đầu, thì cái đầu mà có cái lông này á thì để mình kết hợp khi mà mình đánh màu mắt á, thì thường là mình sẽ đánh hai ba màu mắt trên một cái đôi mắt đúng không ạ? Thì thường á, là những cái màu nhạt á, là mình sẽ đánh ở diện rộng nè, ví dụ như đây mình dùng cái cọ blending ha, thì cái cọ cái bảng lớn là mình sẽ đánh hết luôn từ sát chân mi qua khỏi cái màu mắt tới cái hốc mắt luôn, cái chỗ mà mình nhắm mắt vô mình thấy là nó có cái hốc như nè, thì ở đó là cái đó, dùng cái cọ bảng lớn này và mình lan hết luôn ha. Thì là thường người ta sẽ đánh những cái bảng màu những cái màu mà nhạt nhất trong bảng màu là màu trắng hoặc là màu kem kem như thế này nè các anh chị đó. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng cái cọ hai đầu các anh chị, đó nó tương tự giống như vậy ha. Mình sẽ lấy cái màu đậm hơn một chút xíu, cái màu đậm thứ hai ví dụ như là màu tím nè, rồi mình sẽ đánh qua khỏi mí mắt nha, mình nhắm mắt là mình thấy cái mí ấy, mình đánh qua khỏi mí mắt một chút xíu ha, đó rồi mình dàn trải nó lan lên như vậy. Và khi mà dùng những cái dùng vùng diện tích nhỏ thì mình dùng cái cây cọ nó có kích thước nhỏ hơn
Đó, hoặc là đánh ở phía dưới miếng như thế này nè, hoặc là nhấn ở cái đuôi tạo cái góc. Còn cái cọ mà nó có đầu mướt đó các anh chị, thì nó sẽ giúp mình đi những cái vùng chi tiết nhỏ nhỏ nè, ở viền mí ở phía dưới nè, hoặc là đầu mắt nè, hoặc là nhấn cái đuôi. Thì khi mà mình lấy cái đầu mút này thì nó cũng sẽ cho cái màu, cái độ đậm của màu mắt nó khác hơn. Đây tôi ví dụ ha, tôi thử cho các anh chị nè. Đây. Rồi. Và tôi đi lên tay thử để mình thấy ha. Rồi, mình đứng cái cọ này lên nè thì mình thấy các anh chị sẽ đi rất là dễ, đi những cái đường. Đây. Mình thấy là cái cọ này nó dễ đi những cái đường hơn so với hồi nãy khi mà mình lấy cái cọ lông á, thì mình sẽ thấy nó ra những cái mảng màu lan lan, nó lan lan lan, nó có cái độ lan nó sẽ khác hơn. Đó là lý do đó các anh chị thấy không, hai cái cọ này á, nó sẽ ra cái màu, độ màu khác nhau ha, cùng là trên một cái bảng màu mắt luôn đó. Thì cái đầu mút á, thì nếu như mình muốn đi những cái góc mắt mà những cái khóe mắt nè, những cái đường viền nó sắc á, thì mình sẽ dùng cái cọ đó. Còn mình tạo cái độ lan cho đôi mắt, ví dụ như đậm và lan nhạt dần lên trên, thì mình dùng cái cọ lông này mình lan ra nó sẽ dễ hơn ha. Thì đây là một cái, một trong những cái mẹo để mà mình có thể đánh màu mắt nó đẹp nhất ha. Nên nhớ là đã mình đối với cọ lông đó, thì mình sẽ lấy bằng cái mặt cọ đó mình đặt như thế này và mình lan 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 lên luôn. Còn với những cái mình muốn đi những cái đường mà nó sắc nét hơn thì mình cứ dùng cái cọ đầu mút đó ha, và mình đi bằng cái đầu cọ. Rồi thì Tú vừa chia sẻ với các anh chị về cái hai cái cọ mắt trong cái bảng màu mắt của mình, một cái là để lan màu mắt nè, rồi cái cọ hai đầu là mình sẽ đi những cái vùng mắt nhỏ và đi những cái đuôi mắt, thì mình dùng cái cọ đầu mút với lại cái cọ hai đầu kia ha. Rồi các anh chị mình có câu hỏi và có thắc mắc nào mình cần hỏi đối với hai loại cọ này không ạ? Chị dùng son màu nào hả? Trời ơi, chị dùng son rất là nhiều màu. Dùng cái màu The One, màu màu caramel á, cái màu màu da của The One lót trước. Sau đó là dùng cái màu đỏ, màu đỏ mà nó có pha cái sắc sô cô la chút xíu á. Xong rồi chị lại mix với một cái màu đỏ tươi, màu đỏ tươi nữa. Cho nên là nó ra cái màu rất là khác. À, nên là em có thể đầu tiên là em dùng cái son lót của The One màu caramel trước nè. Sau đó thì dùng thêm một cái màu đỏ, một màu đỏ trong màu đỏ của cái lip Elixir dạo này Gold, với lại một cái màu sô cô la trong dòng The One son lì mà mới ra luôn á. Mới ra cách đây khoảng vài tháng á. Nên là mọi người là này ngoại lệ chút xíu, mình phải có trong tay rất là nhiều màu son thì mình mới phối được một cái màu ra như mong muốn ha. Thì Tú một trong cái bộ sưu tập son của Tú chắc phải cỡ 50 cây rồi. Mình tiếp tục ha, quay lại cái nội dung về cọ của mình. Rồi cảm ơn em Thủy Nông, nếu như em muốn như vậy thì em nhớ thử ha, em có thể là phối nhiều màu son lại với nhau. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với một cái cọ trong cái bộ cọ của mình nữa, đó là cái cọ chải mài và mi. Đây là cái cọ mà nó có hai đầu răng lược như thế này. Rồi, mọi người nhìn thấy ha. Nhiều khi mình nhìn cái cọ này mình nghĩ là chắc nó cũng không có cần thiết, không quan trọng, nhưng mà nó sẽ là một cái trợ thủ rất là đắc lực trong cái việc mà mình chải lông mày và lông mi. Các anh chị thấy là một cái vấn đề mình hay gặp phải, đó là mình vẽ chân mày nó hay bị bệt 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 vón cục từng cái. Thì cái cọ, cái đầu cọ này nó sẽ giúp mình chải và nó lan đều cái màu ra. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi mà mình chải mascara mình hay bị vón cục, đặc biệt là những cái vắt mascara mới đúng không, nó hay dính chùm chùm cái mi lại như thế này, lúc đó mình không biết làm sao hết trơn á. Mình phải có một cái cây chải như thế này, mình tách cái mi ra, thì cái mi mà nó tách sợi ra thì nó xòe ra như thế này thì nó mới đẹp đúng không ạ. Khi mình bị vón cục thì nó đâu có đẹp đâu à. Thì đây là cái cọ nó sẽ giúp mình chải cái mi và chải mài. Rồi, sản phẩm này của mình là 29592 ha. Thì tôi nghĩ là cái này cũng khá là đơn giản, chúng ta nhìn chúng ta cũng biết cách sử dụng như thế nào rồi. Rồi, mình đến một cái cọ nữa. Cái tiếp theo đó là Con Border Brush. Cái cọ này mọi người thấy rất là nhiều, nhìn giống như cây quạt nhưng mà mình không biết là dùng để làm cái gì. Cái cọ này là nó có cái đầu dẹt, nó xòe ra như cây quạt nè.
và cái lông cọ nó cực kỳ là mảnh luôn, rất là mỏng, để anh chị mình phủi phấn. Ví dụ như bình thường mình đánh màu mắt á mọi người, mình hay bị rớt cái màu mắt nó xuống dưới đây đúng không, chỗ nó bệt nguyên, với đặc biệt là những cái màu đậm như màu tím, màu nâu ha, là nó tạo thành nguyên cái bệt lớn luôn, thì mình sẽ lấy cái này mình phủi nó đi đó. Rồi hoặc là sau khi mình trang điểm hoàn tất cái lớp trang điểm của mình rồi, có những cái phấn thừa mình lấy nhiều quá thì mình có thể dùng cái này mình phủi ra những cái vùng này ha, nó là cái vỏ cọ phủ phấn, nó sẽ làm sạch lại cái lớp trang điểm của mình để cho cái lớp trang điểm của mình sạch và mịn hơn, đặc biệt là khi đánh màu mắt đó, chúng ta hay hay bị rớt xuống dưới này, xong lúc đó nếu mà mình lấy khăn hay gì mình lau lên cái là nó sẽ loang ra nguyên cái lớp nền luôn. Thì cái cọ này nó sẽ giúp mình phủi đi ha. Rồi đó là cọ phủ phấn. À, một cái cọ tiếp theo trong cái bộ cọ của mình nữa, đó chính là cọ môi. Cọ môi này ấy, thì mình nhìn nghĩ là chắc là không thiết và không cần thiết phải dùng cọ, mình dùng nguyên cái thỏi son mình tô lên cũng được đúng không? Thông thường thì tôi thấy là các chị là mình hay có cái thói quen là mình dùng son, mình dùng nguyên một thỏi luôn, nhưng mà thực sự mình không có biết là cái son mà nguyên thỏi á, đặc biệt là thứ nhất là cái màu của nó sẽ lại mình dùng nguyên một thỏi lên thì nó sẽ rất là nhiều và nó bị dày. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là những cái vùng như là khóe môi các anh chị không có đi cái đường viền được, cho nên là cái sợ cái cọ môi á là nó rất là cần thiết ha. Và đặc biệt cái này nè mọi người, mình có thể cắm như thế này thì cái cọ nó sẽ dài ra ha, sau đó là mình sẽ lấy một cái lượng mà mình đi trong những cái đường cái viền môi cái khóe môi thì mình sẽ đánh rất là đẹp, và khi mình dùng cọ như thế này thì cái lớp son nó sẽ dàn chảy đều và nó không có bị rơi vào những cái vết nứt ở trên môi ấy. Và đặc biệt là mình đánh cái kiểu ombre, cái kiểu lòng môi như Tú nè, là Tú đánh cái màu đậm nó nằm ở phía trong lòng môi và cái màu nhạt nó ở phía ngoài đó, thì đánh cái màu đỏ này là mình phải cần cái cọ mình mới có thể lan cái màu nó ra được ha, chứ còn đánh nguyên cái thỏi là nó không có ra. Nên là cái cọ môi này chắc chắn là cần phải có, thứ nhất vừa vệ sinh mà nó cho cái màu đẹp, và đặc biệt là những cái màu son đậm mấy các anh chị như màu đỏ mình đánh nguyên một môi là mình cũng phải đi những cái đường viền rất là sắc nét, vậy thì cái cọ nó mới có thể giúp mình được, chứ còn mình dùng nguyên một thỏi lên là nó không có đi được cái đường viền môi ha, nên là một cái cọ rất là cần thiết cho mình cần phải có. Rồi tôi vừa chia sẻ xong với các anh chị về công dụng của những cái cây cọ và cái cách sử dụng như thế nào, và đặc biệt cọ là nó sẽ là một cái trợ thủ rất là đắc lực của mình trong việc trang điểm, các anh chị thấy đi, ví dụ như màu mắt nè mà dùng bằng tay không đánh, mà thứ nhất là không đẹp không lên màu, mà đánh cái dùng cái cọ mút mà có sẵn trong cái bộ này không á, thì cái chỗ mà cái line màu á mình rất là khó mình làm, tại vì cọ mút thì ví dụ như nó sẽ đi những cái đường đậm mà sắc nét được đẹp, mình phải kết hợp thêm cái cọ lan màu như thế này nữa, thì mình khi mình lan lên nó sẽ có cái độ lan, một cái đôi mắt đẹp đó là nó phải đậm ở phía dưới mí và nó nhạt nó lan dần lên trên, hoặc là đi đuôi mắt thì mình cũng giống như vậy ha, nên là mình cần phải cái cọ mắt. Rồi đánh nền cũng giống như vậy, phải có cọ nền thì cái nền nó mới chặt nó mới đẹp ha, một cái lớp nền đẹp là nó phải trong, nó không bị vón cục. Rồi cọ chân mày như vậy, và nên là cọ nó là một trong những cái trợ thủ rất là đắc lực trong việc trang điểm, nó làm cho cái lớp trang điểm của mình đẹp hơn. Và các anh chị ơi, hiện nay thì cái bộ cọ này của mình á đang rất là được ưu đãi luôn, tới 40-50%, cho nên là mình hãy tranh thủ mình sở hữu ngay trong tháng này nha. Hiện nay ở Hồ Chí Minh á thì mình có câu lạc bộ Makeup Artist, tức là những anh chị mình sẽ được đào tạo để mà trở thành những chuyên viên trang điểm, đó là mình sẽ hỗ trợ nhóm của mình sau này, ví dụ như mình có liên hệ được những cô ở những công ty đúng không, thì mình có thể tới mình tự mình làm mình hướng dẫn trang điểm luôn, thì như vậy thì rất là thích đúng không ạ. Và khi mà các chị sắp tới thì cũng sẽ tổ chức ở những cái chi nhánh khác, nhưng mà hiện nay mình đang ứng dụng ở Hồ Chí Minh trước, và các chị khi mà học đó, thì không có thiếu rất là nhiều dụng cụ, và sau khi được tìm hiểu thì rất là thích công dụng của cái những cái cọ này luôn. Và nhưng mà các chị thường hay than là trời ơi đang đợi sale không biết tới khi nào, thì đây là một cái dịp rất là đặc biệt, cho nên là các chị nữ mình đang có trang điểm thì bắt buộc ha, đây là những cái dụng cụ không thể thiếu được và rất là cơ bản, rất là cá nhân và cần thiết để mà mình có thể có một cái lớp trang điểm đẹp, cho nên là cơ hội rất là tốt để mình có thể sở hữu ngay bộ này. Và mình khi mình sử dụng thành thục rồi thì mình trang điểm cho khách hàng của mình là mình giới thiệu thì chắc chắn là họ sẽ rất là thích. Hồi trước mình mở ra mình thấy quá nhiều cọ mình cũng không biết nó là cái gì, không biết tại sao phải dùng nó, bây giờ mình biết rồi cho nên là phải sở hữu ngay các anh chị ha, các anh chị sẽ nhanh chóng trở thành những chuyên gia. Rồi đúng rồi, Trúc Huỳnh với Thủy Nông, chị đấu trang điểm đẹp quá, cảm ơn hai bạn.
Thực ra trang điểm đẹp đó là tại vì có mình có bí quyết. Thực ra Tú đánh nền là Tú dùng cọ nè, và không bao giờ Tú dùng tay hết. Tại vì những cái dụng cụ mà nó hỗ trợ nó sẽ làm cho mình có cái lớp nền, mọi người thấy không? Mặc dù là có trang điểm nhưng mà giống như cảm giác như không có trang điểm, là nhờ cái sử dụng cái cọ thì nó sẽ cho cái lớp nền rất là mỏng, rất là tự nhiên. Và sau đó thì khi mà Tú dùng phấn á, thì Tú sẽ không có dùng bông phấn mà Tú dùng cái cọ phủ phấn như thế này nè. Lấy một cái lớp phấn xong phủ lên thì nó rất là mỏng, nó rất là tự nhiên ha, mà nó che nó, nói chung là nó cũng chặt vào trong cái da của mình. Các anh chị để ý ha, nếu mà mình đánh nền mình làm cái lực của mình nó không có tốt á, hoặc là mình sử dụng cái dụng cụ nó không có tốt thì cái nền của mình giống như bị bong. Và đặc biệt là khi các anh chị để phấn lên cái là các anh chị thấy liền nó bong 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 bong, như mình hay gọi là cái từ là cái nền bị mất á. Cho nên là mình cần phải có bí quyết và kỹ thuật ha. Rồi, cảm ơn chị Trúc Huỳnh với lại chị Thủy Nông. Mình có câu hỏi nào thì mình nhớ để lại comment cho Tú ha. Mình có câu hỏi nào không ạ? Rồi, cơ hội duy nhất trong tháng này đó là mình hãy nhanh tay sở hữu một bộ cọ với những công dụng vô cùng đặc biệt và mức giá vô cùng hấp dẫn ha. Lần sau khi mà tôi sẽ live stream, tôi sẽ chia sẻ hướng dẫn cho các anh chị về những cái bí quyết trang điểm khác nữa. Tôi nhận được rất là nhiều cái yêu cầu, tức là mình mong muốn được tìm hiểu về cách trang điểm nè, rồi như thế nào, thì những cái chủ đề tới tôi cũng sẽ chia sẻ với các anh chị về chăm sóc da, bí quyết chăm sóc da như thế nào, bí quyết trang điểm như thế nào. Thì nếu như mà mình muốn được huấn luyện hoặc là muốn được chia sẻ kinh nghiệm về những cái sản phẩm hoặc là những cái bí quyết như thế nào thì mình để lại comment cho Tú ha, là tôi sẽ chọn những cái nội dung mà mình được yêu cầu nhiều nhất để mà Tú chia sẻ với anh chị. Thì sắp tới là cũng sẽ có những cái nội dung về trang điểm, bí quyết trang điểm làm sao để có lớp trang điểm đẹp, rồi mình mix màu son như thế nào. Cho nên đầu tiên đó là chúng ta hãy sắm ngay bộ cọ các anh chị ha. Rồi khi mà đã có dụng cụ rồi thì lần mốt tôi chia sẻ tới đâu là các anh chị có để thực hành tới đó luôn. Rồi, cảm ơn các anh chị, mình đã chú ý lắng nghe ha. Và nếu mà có câu hỏi gì thì nhớ để lại comment, tôi sẽ trả lời cho các anh chị sau. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi livestream huấn luyện tiếp theo ạ. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ.